Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lớp cho anh em. Tôi Đu Trẻ chào lớp cho anh em. Đổi tên à? Đổi tên rồi. Sao đổi tên? Đổi tên cho khác lạ đi. À, muốn khác lạ. Tôi tên tôi ta chào lớp cho anh em. Ok con ạ, thì quay trở lại với chủ đề của clip ngày hôm nay thì mình đã nhận được yêu cầu của các bạn rất là nhiều và cũng rất là lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp để quay được clip về món 33 cho các bạn xem. Thì kia mình đã chuẩn bị một con 33 2kg rồi. Hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là 33 rang muối xả. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem con 33 và số nguyên liệu anh em mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con 33 2kg mà mình đã mua các bạn ạ. Hiện tại nó đang thỏ cái đầu ra rất là dài các bạn ạ. Nếu các bạn mà để cho nó cắn thì nó không thèm nhả đâu, nên khuyên các bạn là không nên để cho con 33 này cắn hoặc là để bị nó cắn. Mình thì sau khi ra cửa hàng thì người ta bán rất nhiều, cũng không biết đây là loại 33 gì. Thì biết trên lưng nó có những cái chấm chấm như này này. Đó. Chắc đây 33 có xương này ạ. Thì 33 nào chẳng có xương em. Em nghe người ta bảo có loại 33 không xương. 33 không xương á? Anh hình như chưa nghe bao giờ cả. Anh thử về tìm yêu nào cho anh em ăn thử. Nếu mà có thì anh cho bọn em ăn thử. Nhưng mà phải tìm và mua có cơ. Còn loại này kiểu 33 có xương thì thiếu gì. Nó cảm giác kiểu như nó, con này nó rất là khỏe các bạn ạ. Ui. Đừng cẩn thận nó cắn vào tay ấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ phải đi làm thịt con ạ, để anh em mình đánh sạch cái lớp bẩn ở bên ngoài, đó tức là trần quá lỗ lóng ấy, rồi đánh sạch cái lớp bẩn đi. Cẩn thận bề hàng tiến mà kiểu làm rơi xuống cái ao này phát để coi như anh em mình. Ấy thôi em ơi, bỏ xuống ao bơi thử tí. Thôi bỏ vào để anh em mình đi làm thịt đi. Bởi vì một số chính sách của YouTube nên anh em mình sẽ không quay cảnh giết mổ và làm thịt các bạn nhá. Anh em mình sẽ để nguyên cả nội tạng để anh em mình đi hấp muối xả thôi, chứ không bỏ một tí gì luôn các bạn ạ. Chỉ bỏ cạo cái lớp vỏ ngoài bẩn của nó đi thôi. Nó đi đi mang đi. Anh em mình đã thịt xong con 33 rồi các bạn ạ. Nói là thịt nhưng mà anh em mình mới có chỉ đổ một chút nước nóng vào để cạo qua lớp vỏ ngoài thôi. Nội tạng những thứ vẫn còn nguyên. Bên này thì bạn Lâm đang nhặt một ít ớt để một lát nữa cho vào để rang cùng. Và cái món gọi là 33 rang muối xả này thì sẽ không thể thiếu muối và xả rồi. Xả và muối thì anh em mình chuẩn bị rất nhiều, mắc nhiều xả và muối. Bên trong này đã chuẩn bị 3kg. Hôm nay anh em mình chơi hẳn ra cái nồi 100 này, bởi vì lần trước mình có quay clip gọi là cua đồng rang muối thì bị cháy mất cái nồi của mẹ mình, nên mình đã sợ rồi nên không dám rang ra cái nồi mỏng đó nữa, mà chơi hẳn ra cái nồi 100 này. Có chỗ rau sống này thì anh em mình sẽ ăn kèm sau khi mà 33 được rang chín các bạn ạ. Xà lách này, rau thơm, rau mùi và rau răm các bạn ạ. Em cứ xếp dàn ra là được. Xếp vào đoạn ở giữa ấy, bởi vì sẽ cho con 33 vào giữa. Đoạn giữa nhiều hơn. Thế chưa? Cho con 33 vào đi bạn. Đây bạn rắc ít ướt lên em nó đẹp mắt nào. Ủa ngon nhỉ. Vậy là anh em mình đã hoàn thành bước chuẩn bị rồi. Bây giờ cho nên để đốt củi và chờ 33 được rang chín thôi. Lửa đã cháy rồi các bạn ạ, thì bây giờ anh em mình sẽ cho nồi 33 lên để anh em mình bắt đầu rang luôn. Bạn kiểu rang 33 bằng muối bao giờ chưa? Tôi chưa vào lỗ món này. Thế thì tôi cũng không biết là bao giờ nó mới chín cơ. Theo kinh nghiệm của tôi lúc nào nếu mà nó chín chắc nó cháy bốc mùi khét à. Tôi nói là hôm nay tôi sẽ nghe bạn, khi nào mà kiểu muối nó cháy khét lẹt lên thì mới bỏ ra, chắc lúc đó nó chín. Bởi vì ăn hơi cháy một tí còn hơn là ăn sống và sợ bị Tào Tháo đuổi mất bạn ạ. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change you and I. Cuối đã tan rồi các bạn ạ, mình nghĩ chắc con 33 đã chín rồi. Bây giờ Cường mở ra thôi em. Có mùi vị lạ.
Như mình nhìn thấy thì mấy miếng ớt đang bị cháy đen xì rồi các bạn ạ. Mặc dù ở bên trên cái lớp muối nhưng mà vẫn đen, kể cả xả cũng vậy. Bạn bỏ ra đi. Đây thì anh mình chuẩn bị một mâm rau sẵn đây rồi. Bạn Lâm phải dùng mấy cái lá xà lách lót vào cho đỡ nóng. Đi mang ra để anh mình bắt đầu thưởng thức thôi. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món ba ba rang muối xả các bạn ạ. Bởi vì hôm nay anh mình quay ngoài đồng mà lại quên không mang gia vị chấm đi. Bây giờ phải dùng một chút muối hảo hảo. Vừa nãy anh mình có ăn một chút mì tôm sống ấy, thì thừa lại một chút muối này. Rồi bây giờ không có một tí ớt gì cả, thôi chắc anh mình sẽ nhặt vài cái miếng ớt trên con ba ba này để anh mình cho vào. Đó các bạn ạ, thiếu thốn từng tí một khi mà anh mình quay ở ngoài đồng rất là vất vả, nó là như vậy. Nhưng mà sau một hồi anh mình rang muối xả ở trong cái nồi 100 đó thì bây giờ bắt đầu thưởng thức được rồi. Đây là thành quả mà sau khi anh mình chịu khó ở ngoài đồng quay. Đó, anh em mở bia với nước ngọt đi. Anh ơi, thôi em xin phép hôm nay em uống bia ăn chay. Sao lại lý do? Em đang ốm với lại lý do phụ thì là ốm. Còn lý do chính? Lý do chính là em sợ, em không dám ăn. Đấy, nếu mà không em không dám ăn thì em cứ ngồi ở ngoài em sao nhìn anh em ăn thôi. Vâng, thôi hôm nay chắc tùy, em phải chịu cái đó thì tùy em thôi, nóng mà bạn. Nóng mà không có gì để giữ. Bạn cứ cậy mạnh lên, mạnh mẽ lên, đàn ông mà. Đấy. Ủa, bốc khói luôn các bạn ạ, nóng. Anh ơi, nhưng mùi thơm quá. Em bảo em không ăn rồi. Em sợ em không... Em không dám ăn thôi đúng không? Wow. Yeah, đây wow. Rồi bây giờ có thể thưởng thức được rồi các bạn ạ. Đấy, thưởng thức đi. Thì chắc em xin phép em ăn cả cái này nhỉ. Ừ đấy, tùy em nào. Thưởng thức đi. Mời các bạn ăn bộ mai của ba ba. Uầy, anh chảy nước miếng luôn tiền ạ. Thế nào? Mềm mềm. Ăn thì rất là thơm của muối muối. Có muối hơi mặn tí. Xả thơm á, còn thịt cũng ngon. Chắc ba ba này ở biển rồi. Lạnh mặn rồi. Anh coi, nhìn này. Các bạn thưởng thức đi. Ngon quá rồi. Thôi còn chịu khó cứ ở đấy mà nhìn thôi. Mời các bạn nhá. Anh ơi, mình là đàn ông mà can đảm đấy. Ngon vãi. Hôm nay anh ăn chay, anh ăn dầu. Đấy, cứ ngồi đấy để ăn chay đi. Anh lại nhìn em phát nữa này. Coi anh không nhìn không? Mình mời các bạn đây. Ô, anh ơi, em tưởng anh hôm nay ăn chay mà. Đổi ý rồi, ngon quá. Đổi ý ngon quá. Anh ăn đi không? Đây các bạn ạ, vẫn còn đang rất là nóng hổi luôn. Uầy. Quên là thưởng thức cái món này thế nào thôi. Ăn hết cái mày chắc làm mũ đội được đấy. Làm mũ đội à? Ăn hết đi. Thì lạc rồi, ăn đi. Tại sao phải ngại? Đẩy chân đây, em ăn đi, ăn được chân mà. Chưa. Sợ cái gì? Em thử ăn ba ba rồi giờ. Hôm nay thử đi. Ăn đi. Ăn đi, không phải ê thẹn gì. Món lạ quá. Món lạ. Tại vì lúc anh nhìn thấy con ba ba em đã ghê rồi. Anh phải thử ăn ba ba có xương này đi, hôm nào anh đến mua ba ba không xương rồi còn ăn được. Ăn đi. Em sợ. Không phải sợ, anh mới tiến mới đột trẻ lên. Từ bến rồi, chả sao. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Từ bến rồi, anh chưa ăn bao giờ? Chưa. Rồi bản thân em ăn hai lần rồi. Không dám sợ, anh có dám sợ đâu. Đây, lần này ăn thứ hai với lần chưa ăn uống siêu cây là hai lần. Tự tin anh em đi chứ lị. Tự tin lên. Mạnh mẽ lên chàng trai. Em đánh anh, đánh liều một lần. Biết ăn được lớn sợ gì. Có sao thật không em? Không sao. Sao, ăn ngọt. Cho muối vào. Ăn ngọt luôn. Sau một hồi thuyết phục thì thanh niên Cường quyết định đã lần đầu ăn ba ba các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Ôi, anh em nhắm mắt. Ngon thế. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Cảm giác như thế. Như ăn thấy thế nào? Cho mồm thế nào rồi? Đỡ ghê chưa? Ăn ít dầu. Anh ăn ba ba không xương mà sợ thế này thì lần lên mai ăn ba ba không xương chả hiểu ăn cái gì. Thực sự là cái cảm giác thì nó giống như cái cảm giác lần đầu tiên em chuột. Mãi chuẩn. Bây giờ đỡ ghê rồi thì lại có thể thưởng thức cùng anh em bình thường thôi. Thấy thịt nó chắc chắc, dài dài, ăn cũng ngon phết đấy. Thế nào làm hộ mì cho. Thôi làm hộ mì cho nó. Thái thiên nhiên uống nước ngọt đi. Ngon đấy. Ngon chứ. Ba
Bạn có cảm thấy vị mặn của muối không? Có bạn. Có. Con này chắc nó bỏ từ biến vào hay sao? 3 cân muối. Đây. Đấy, anh lấy cho em toàn chỗ thịt không có chỗ khác. Đấy, thưởng thức đi, có gì đâu. Đã thử một lần rồi thì có thể ăn lần thứ hai, lần thứ hai, lần thứ ba, lần L luôn. Anh em, cái này được chứ quan đông. Không, bỏ em bỏ cái đi, không ăn sợ đau bụng đấy. Mấy không, cái này đục lỗ về phơi khô treo, treo... cổ ấy. Làm vỏ cổ. Đấy, vừa. Được, 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 được. Không làm mũ đội được. À đúng rồi, gắn lên nóc mũ kìa. Đấy, mày mũ đắt tiền. Mũ đầu rùa. Mũ đầu ba ba. À ba ba hà quên. Ăn thịt đi, đùi cho đấy, đùi cho đấy. Em gặp mãi cái đấy làm đây, gì? Đây, anh lấy em. ăn nhiều. Ăn điên thịt đi. Ăn nó vẫn cứ cảm giác nó cứ run run nào. Sao lắm. Anh em bảo ăn ngon thì cứ run run. Lần đầu tiên làm chuyện ấy nhỉ. Em ăn mấy tí rau vào, có mùi rau mà. Ăn nó ngon hơn. Hôm nay ăn cảm giác như cái ớt này nó cay hơn hay sao ạ? Nó được hấp. Nó khô. Đun cháy. Nó khô hết nước rồi. Mà ớt thành cái xỉ. Ớt cháy hết. Chua. Thịt có lẽ ăn ngon. Thịt đùi mềm mặt, ngon lắm. Thơm nữa. Mày ăn thèm quá hả trời. Ăn đi. Không bước lại anh ạ. Mình lớn rồi mà can đảm lên. Mạnh mẽ. Ăn miếng thứ hai. Ngon thế. Tuyệt vời thế. Tuyệt vời. Thật sự rất là ngon, thịt dai chắc nhưng mà em cũng cảm giác. May các anh em đây em còn tin, chắc người khác mà ăn thì em không ăn rồi. Sợ lắm. Ôi Tiến, cầm đầu. Tiến anh đầu đi. Anh nhìn như tờ thịt lạc hay sao mà. Đúng rồi, buồn. Đầu dài ấy. Đầu dài lắm. Đầu dài nó còn cong lại. Cho Tiến. 50 thủ anh. Ôi, buồn. Tiến ra xem dài mà Tiến. Nhìn hấp dẫn. Cong rồi, cong. Gặp luôn, gặp luôn. Nó thủ vào nó cong lại. Sợ không có thịt này. Ôi, thịt lạc. Hôn nè. Mày hôn anh nhìn anh sợ. Tao thấy nó thò mồm vào cắn phát lưỡi. Thế là thôi, nó kéo lưỡi vào luôn. Rắng sắc ấy. Ủa, thịt ngon lắm mày ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món ba ba rang muối xả các bạn ạ. Còn xì lỗng nhỉ? Con này đâu? Đây thì này. Đây chân này bạn. Đây bạn ơi, tôi kiếm cái ở dưới này thôi rồi. Tôi ăn cái bụng. Mỡ quá. Cái đấy nó ra bụng ấy. Ra bụng. Cái này ăn hơi béo. Mình mời tất cả các bạn nha. Anh ăn thử xem, em nhìn giống thạch thế sao ấy. Nhìn như kiểu thạch rau câu ấy. Giống lắm. Béo. Đây anh làm cái đuôi này. Ừ. Thôi rồi. Các chú cứ thưởng thức đi. Tiên làm cái sủ rồi. Nhìn đầu nhì đuôi anh ạ. Hơi mặn mặn. Được. Ừ, con này sông biển ấy nào. Muối biển. Nó ngon tức ấy. Long đầu rồi. Cứ ăn đi. Tiến ơi, ui, cái đầu con ba ba tiến về gắn là mũ rồi, đẹp vậy. Đây, đầu của nó đây này. Đầu đâu anh. Thịt lạc rất là nhiều luôn đấy. Cái này cục này cục gì đây anh ăn? Cục phổi. Phổi thì các cái đồ bên trong. Nội tạng của ba ba tôi bỏ đi bởi vì ăn nó bụng. Ê, thịt lạc đây anh em ơi. Nhìn nó hay. Lạc đây. Con này thế chắc là con này tập thể dục tốt lắm, nhiều thịt lạc này. Thịt còn chắc nữa. Cái muối ngon nhỉ. Ngon vãi trưởng các bạn ạ. Thịt lạc chắc vãi trưởng luôn. Ngon. Cái này chắc tập thể dục đều rồi. Con này ngày nào thì đi tập gym. Ba ba đẩy tạ. Vận động viên bơi lội. Cái thịt của ba ba các bạn ạ, thực sự rất là ngon luôn, ăn dai, không có cái loại là kể cả gà thứ, mình thề với các bạn là không có thể ngon bằng ba ba này luôn. Không biết là anh em cảm nhận thế nào, nhưng đối với mình gà mới vịt mới ngan những thứ là không thể ngon bằng, vượt qua nổi con ba ba này luôn. Thì con này thì ăn quá chất dai thì thu mũi ra cả trời. Thơm rồi, thơm gà con này dai ngon ngọt.
ngọt, nhạc kia ngọt, mùi rồi. Mùi rất thơm á. Mày cứ ăn đi. Đấy. Cứ tiếp tục đi. Anh ăn đi, đằng nào mình ăn rồi. Em ăn lạc đi em. Thì lạc này em nhai. Con này sưu tập được nhiều bộ đẹp hết nhỉ. Đuôi đầu ấy. Mai. Tôi lạc nó lên. Đấy, đây thịt ở dưới đây. Đấy, chỗ chỗ đấy nó kiểu như là chỗ đầu đùi ấy nhỉ. Kiểu phần đùi ấy. À, đây, nóng quá. Không nóng. Nóng quá tròn. Tuyệt vời nhá. Các bạn. Bị chua. Vừa lên 2 miếng rồi, ngại gì nữa. Cứ cái ra đi còn đầy lắm. Bảo ăn chay mà cuối cùng bị ăn 2 miếng đây miếng rồi. Ui, đầy thịt dưới này. Đấy chắc là do bị anh dụ dỗ. Sao anh đừng dụ dỗ mà. Tuyệt vời nhá. Thịt thơm. Rất là ngon luôn. Đấy, đấy thì lạc đấy. Bạn cảm thấy món này hôm nay thế nào bạn? Lần đầu tiên tôi được ăn ba ga. À thôi thôi thôi, từ từ. Để thanh niên Cường bây giờ cũng ba ba rồi. Lần đầu tiên ăn ba ba của Cường đi. Mình thì thực ra lần đầu tiên mình tiếp xúc với ba ba, sờ mình không, đã không dám sờ rồi mà. Các anh cứ lừa mình ăn. Lừa bạn ạ. Dỗ dỗ. Dỗ dỗ mình ăn. Nhưng mà cầm thì vẫn cảm giác ghê, nhưng mà khi ăn vào thì thịt nó rất là chắc. Và nói chung là cái thịt ba ba này nó không giống một cái mùi vị hay là của cái thịt nào khác, mà nó gọi là mùi đặc trưng riêng. Không thể có cái loại thịt nào có thể giống được thịt ba ba này. Nói chung là em thấy rất là ngon, nhưng mà em không ăn được. Không dám ăn, không phải không ăn được, không dám ăn. Cái này em không dị ứng đâu. Chẳng qua là em vẫn sợ thôi, em hơi run thôi. Làm miếng thịt. Này, anh cầm đẻ. Em ngoan à? Miếng. Em ngoan để em ăn thôi. Rồi bạn Lâm đi. Lần đầu tiên mình được ăn ba ba rang muối. Ăn lẩu hay là ăn các cái món khác mình được ăn nhiều. Ăn kiểu rang muối này ăn ngọt thịt hơn. Nó đậm đậm hơn, mùi lại rất chi là thơm. Ngon. Nhưng mà tiếc nhỉ, cái bộ gan phổi không ăn được. Không ăn được. Để ăn cái lạc này. Đó đốt cháy đi. Rồi đây là lần thứ hai mình được ăn thịt ba ba. Một lần được ăn lương siêu cây, đây là lần thứ hai được ăn kiểu rang muối ba ba, rang muối xả. Và thịt bên trong ăn rất là thơm. Vừa dai, nhai kia ăn rất là ngọt luôn. Quá tuyệt vời. Đến. Ba ba thì đây cũng là lần thứ hai tôi ăn. Ăn thịt thì rất là dai, cái phần da bên ngoài ấy, ăn thì cũng mềm mềm, rất là thơm của mùi thịt. Và hơn nữa là hôm nay khi tôi ăn xong tôi còn chưa tập được bộ xương của ba ba. Tiến ơi, thế em sắp ăn hết thế giới động vật chưa? Em chả biết, tính sơ sơ nhiều lắm đấy. Chắc là nhà em sưu tập nhiều lắm đấy. Vậy là anh em mình đánh chén hầu như là chuẩn bị hết con ba ba rồi, chỉ còn lại một hai phần nhỏ nhỏ có thể tôi còn bộ nội tạng thì anh em mình sẽ bỏ các bạn ạ. Anh em mình sẽ dừng clip ở đây. Nếu các bạn và anh lên nhớ là hôm sau nhớ mua ba ba không xương anh em ạ. Ok ok ok. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.